Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày nay, mình giới thiệu anh em mình dòng loa dựng thành phẩm 7-10 năm, gồm có bát từ 220, côn 100. Anh em nghĩ rằng đây là dòng bát xương gù nhá, xương gù hàng loại 1 China rồi. Loại 1 China rồi, có thời điểm đôi bát này đã lên tới trên 3 triệu đồng đôi bát. Và dùng phân tần thì quá là, gọi là quá từ VIP luôn đối với bản này. Là phân tần Mỹ 5015. Và tiếp tục là ghép với tép kèn 750 là xịn luôn của BM anh em nhé. Từ 170 và côn 75, dòng xịn của BM thì anh em sẽ được công ty họ đảm bảo cho anh về chất lượng. Đó. Cái vỏ lên xong xuôi, ký dựng xong xuôi một cái rồi anh em thấy đây, đây như này. À, vuông vức đẹp, rất là đẹp luôn. Và cái bên trong thùng nhá, mình quay anh em mình xem này. Cầm cái này phải tần mình chưa nắp này. Này chưa nắp này, để anh em mình xem này. Đó. Bên trong thùng đây, bông đầy đủ. Và đây là bản thùng 40 thì là dùng gỗ là bản ván rồi nhá, không phải là gỗ mùn đâu, phải mùn cưa đâu nhá, phải MDF luôn nhá. Đấy, ván nhá, đây, ván ghép mà. Đấy, ván. Anh em xem này. Bát thì nằm màng giấy và hơi lâu như này, hơi nâu nâu tím nhá, anh em thấy đây. Và gân vải ba sóng có dầu, hàng chất lượng loại 1. Khi dựng thành phẩm lên và anh em mình mua, mình bao ship luôn. Bộ này là 7,6 triệu anh em nhé, 7,6 triệu, bên mình sẽ bao ship toàn quốc. Anh em nghĩ rằng sản phẩm thì sẽ có những cái ngưỡng dao động có thể rẻ hơn rất nhiều anh em nhé. Anh em chỉ cần một thay một cái phân tần loại rẻ thôi đã xuống tới 400.000 đồng rồi, nghe, thay một đôi phân tần. Hoặc anh em mình mua một cái dòng sản phẩm xưởng nào đó, họ lấy cái thùng này này là ván là MDF mùn cưa đấy, mùn cưa, thì anh em thấy rằng đã lại rẻ thêm được 400.000 nữa rồi anh em thấy không? Rẻ hơn là 400.000 rồi. Hoặc là anh em thấy là hay dùng những dòng tép kèn mà cần loại kém, không phải là hàng xịn nhà máy, thì nó đã là xuống từ khoảng tới 250-300 cái kèn rồi, cái đít nhựa 750 chẳng hạn đó, thì dưới 1 triệu thì nó đã xuống tổng cộng vài thứ nó đã xuống tới 1,5 triệu rồi anh em nhá. Đôi phân tần xuống được 400-500.000 rồi nhá. Rồi đôi kèn anh em này xuống được tầm 300 nữa. Rồi tiếp tục là đôi bát này mà loại kém hơn nhá, thì nó không phải xương gù này nhá, lại đã xuống được tầm 300-400.000 nữa rồi, đôi vỏ 300-400 nữa. Đó như thế. Anh em mình dùng như vậy nhá. Và cái thằng này là một cái tội nó đắt nữa là gì, là do vận chuyển nữa. Vận chuyển con này nó rơi vào tầm, mình thấy phải tầm 400 chứ. 400 là cái dạng là đã là được ưu tiên rồi đấy. 400 tiền vận chuyển là bưu điện nhá. Còn xe thì mới rẻ thôi, xe chắc khoảng 250. Anh em nào quan tâm, điện thoại trực tiếp bên mình qua số máy 0904612323 để được tư vấn và mua bán. Chào anh em nhé.